Em chào mừng cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với video giới thiệu về Mai Vàng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nhé. Thì có lẽ bây giờ cũng là những cái tháng mà bà con của làng nghề Mai Vàng, thị xã An Nhơn đang chuẩn bị cho cái Tết năm 2025 để cung ứng mai ra thị trường Tết đấy cả nhà. Cho nên các sản phẩm mai đang bắt đầu và hoàn thiện các cái công đoạn cuối cùng rồi cả nhà. Như chúng ta đây, trước mặt chúng ta đây đó là một cái cây mai giảo lung. Đó, em đang quay về tứ bên rồi cả nhà. Đó. Thì cái cây mai giảo lùm này á, thì chúng ta nhìn thấy này, đây, nhìn thấy này, bốc kim rất nhiều nha. Đó, bốc kim á. Đó, bốc kim đâm rất là nhiều. Đây cả nhà xem nha. Đó, bốc kim rất là nhiều cho cái sản phẩm mai này. Thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy cái cây mai này nó rất là tròn đều nha. Tròn đều với các bên, thì chứng tỏ là cái cây mai này nó rất tàn, nó rất đều. Đây, bây giờ chúng ta vào gốc này. Gốc của cái sản phẩm này thì nó chỉ khoảng độ 12 thôi, dao động 12, hơn 12 chút thôi. Nhưng mà này, cả nhà xem này, rất là chi tàn, rất là dày nhé. Có thể là chúng ta mua về chúng ta phải gọt bớt cái tàn đi, chứ còn nó nhiều quá, tàn rất nhiều. Cả nhà xem đó, chiều cao cây này nó có thể lên tới 1m3 đến 1m4 nha cả nhà. Trong ít đâu, bởi em đứng là em 1m6 mấy, mà em đứng cả chậu nữa là nó muốn bằng em rồi. Đây, cả nhà thấy cái ngọn nó búng ra cũng là đỏ nha. Đây, đỏ nha, đọt đỏ luôn nha cả nhà. Rồi, đây là sản phẩm thứ nhất, mai lùm đẹp, giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn. Đây, sản phẩm mai lùm thứ nhất nha cả nhà nha. Rồi, bây giờ ta đi đến cái sản phẩm mai lùm thứ hai. Đây, cả nhà xem này, cái cây mai này thì đó, cây mai này thì cả nhà xem đó, đang nở bói này. Đây, nó có những cái bông bói đây cả nhà này. Đây này, nở bói này. Đó, búp này. Búp này thì chúng ta thấy nó là bông chùm rồi cả nhà nha. Này, cả nhà thấy búp này. Búp quá trời búp luôn nè, cả nhà xem này. Đó, búp này. Đó. Quá trời luôn nha cả nhà đó, cả nhà xem đó. Bông mà búp nó đằng nó ra nó dày đặc này, dày cui mà búp nào búp đấy nó to nha. Này, đây cả nhà xem này. À, em thấy có một cái bông đây nè. Đây, đây nó rụng rồi, 8 cánh nhưng mà nó rụng, nó héo, nó rụng rồi cả nhà này. Héo và nó rụng rồi. Còn cái nụ của nó này cả nhà này, nụ này. Đây. Đây, cây này, cái búp này thì ngày mai nở. Rất là phù hợp cho miền Bắc này cả nhà xem này. Đây. Đây, cui này, búp này. Đây cả nhà xem này. Búp quá trời búp nha. Đó, búp này. Nó búp như mạ này cả nhà xem này. Quá trời luôn nha. Đây cả nhà xem này. Cái hoành của cây này nó giống như cây kia thôi, thì nó khoảng độ 12, hơn 12 đến 13 thôi. Nhưng mà cả nhà xem đó, quá trời nha. Đây này, nó dày, chi tản nó đều, quá đều luôn ạ. Rất đều này, bông, búp, bông lô này rất là đẹp nha cả nhà. Đó, thì em cũng giới thiệu một cách chính xác nhất các cái sản phẩm mai hiện tại tại nhà vườn luôn nha cả nhà này. Này, búp này. Cây này mà đi ra Bắc thì rất là ok nha cả nhà, khỏi lo nha, khỏi lo Tết không nở nha. Vì bây giờ búp nó đặc luôn rồi cả nhà này. Này, cây nào cái nấy búp nào búp nấy đặc nè, cả nhà xem này. Đây này, đó, cây dăm á, đặc. Bên này thì nó hơi ấy chút này cả nhà này, bên này thì hơi chút nhưng mà về chúng ta kéo sang chứ không sao. Em thì em vẫn là siêu tầm những cái hạt mai này, đó. Học cây này không cũng được mớ hạt rồi, đó, cả nhà xem nha. Em cũng thấy là có một số cái có một cái bông bói này cái này, bông bói đây này cái nhà này. Đây, đây, 8 cánh này, 2 4 6 8 nha. Đẹp nha cả nhà nha. Đó. Mình chứng luôn nha, chứ không phải là ấy. Đó. Mình chứng luôn cho cả nhà luôn đó. Đó. Và cả nhà xem này. Quá trời nha. Đó. Rồi cây số 2 nha cả nhà. Cây này mà ra Bắc là rất ok nha. Bởi vì nó đang bông búp, nó đang rất là ok rồi. Bông búp đang rất là đẹp rồi. Cho nên cô chú anh chị và các bạn, nếu mà miền Bắc thì rất ok, và miền Nam thì chúng ta xuống lá muộn một chút thôi chứ không sao. Chủ yếu là thị trường các cô các chú ngoài Bắc thì cái thời tiết nó lạnh. Đây, đây cả nhà này, chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo nhé. Đây, cái sản phẩm tiếp theo để bị được khống chế chiều cao. Đây, để coi này. Cây này thì nó dưới này là tách cho hai thân này cả nhà này. Một gốc là một gốc nhưng mà tách thành hai thân. Đó, là cả nhà xem này. Đấy, quá trời nha, quá trời nha cả nhà xem. Đó, rất ok rồi cả nhà.
Đó, thì em cũng mang tính chất là cập nhật tình hình nhé. Mai Tết chuẩn bị cho cái thị trường mai Tết sắp tới rồi nha cả nhà. Sắp tới cái thị trường mai Tết. Đây, cây đây thì ok, đẹp luôn cả nhà này. Cây đây chi tàn đều các bên luôn. Cho ta xem búp này, búp kim á. Rồi, cái cây búp, cây đây thì búp không bằng cây kia. Cây đây thì nó không có thấy búp, nó không có rộ như cây bên kia. Đây, vẫn có nhưng mà búp cứ nhỏ thôi cả nhà. Đây này, vẫn có, chúng ta nhìn kỹ thì nó vẫn có. Đây này, nhưng mà nó nhỏ chứ nó không có nhiều như bên kia. Cây đây thì, cây đây có bộ rễ nha cả nhà. Cây bộ rễ này. Đây, cây đây nó được bộ rễ này. Ồ, cây này to cả nhà ơi. Cây này nó khoảng độ 14 nữa cả nhà. Này, tàn này cả nhà này. Tàn này. Quá trời chưa. Đẹp chưa cả nhà. Đó. À, đây cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đó, cây đây nó chi tàn nó đều sang các bên luôn nha. Nó tròn đều luôn đó cả nhà. Đó, không phải riêng mà mình bên nào. Tiếp tục cây này cả nhà này. Tiếp tục cây này nha. Đó. Em coi búp mà, coi cái búp kim của nó nha. Chỗ này xem này. Cũng có nhưng mà nó nhỏ hơn cái cây kia. Đó, không biết là cô chú có thấy không, em thấy đây này rất rõ này cả nhà này. Đó, búp kim đó. Cả nhà thấy rõ chưa? Rất rõ nha. Đó, đây này, ô dăm này. Đây cả nhà này. Đó, búp kim được cả nhà thấy chưa? Đó, ok chưa? Tàn. Quá trời nha. Rất là ok nha. Đây. Ô búp này cả nhà này. Cây đây là búp quá trời búp luôn đó. Đây là búp gì mà búp này. Cái tay nào cũng búp không nha cả nhà. Cái đây tay nào cũng búp nha. Tay nào cũng búp luôn nha cả nhà. Đây, búp này. Búp này. Búp. Rồi bây giờ ta đi vào gốc này. Ồ, gốc cây này nó đặc luôn cả nhà này. Gốc này đặc luôn nha. Này, chúng ta quá đều luôn ạ. Cực kỳ đều nha cả nhà. Đó, đây, cả nhà xem này. Đó. Cao cây này khoảng 1m1, 1m2 nha cả nhà. Cái tán ngang của nó, cái đoạn to nhất của nó khoảng gần 1m. Chi tàn đều. Và đặc biệt với cái sản phẩm này là búp đằng già dằm rất nhiều. Dằm rất nhiều được cả nhà này. Chẳng đặc cây luôn ạ. Hy vọng là sẽ có một mùa mai Tết của cái cây này. Cây này mà có duyên với khách hàng nào chúng ta phải yên tâm về bông búp nha. Cái cây này. Rồi, phía đằng trước thì vẫn còn một vài cây nữa thì em đi nốt cái đây. Đây cái nhà này. À, cái cây này rất là đặc biệt cái nhà. Ồ, cây này to quá. Cái cây đặc biệt này. Ồ, cây này. Cây này cũng như cái size kia đó khoảng 12 thôi nha cái nhà. 12 trên dưới 12 gì đó. Nhưng mà cây này nó tán rất to. Tán to cả mét thì cả nhà. Và khống chế về chiều cao. Tán to cả mét và khống chế về chiều cao nha cả nhà. Đây, nha xem này. Khống chế chiều cao nha. Coi búp bóng búp này. À, cũng có bông kim rồi cả nhà. Có búp kim rất. Búp kim này. Nhưng mà nó không rộ như cây kia. Cũng có. Nhưng mà nó không rộ bằng cây kia. Nhưng cây đây nhà vườn đã khống chế cái chiều cao của nó rồi cả nhà. Nó được cái là tàn rất to. Tiếp cái sản phẩm này cả nhà này. Đây. Sản phẩm này búp kim nhiều nha. Búp kim nhiều này cả nhà xem này. Búp kim nhiều. Đó. Đó búp kim nhiều này. Đó. Đó. Đây cả nhà. Đây. Đây đây. Đây gốc. Gốc đây khoảng 12 12 năm. Đó. Ok chưa cả nhà? Ok nha. Đó, rất là ok đó. Rồi, còn hai cái sản phẩm cuối cùng đây. Đây cái sản phẩm cuối cùng và một cái sản phẩm này. À, cái sản phẩm này. Sản phẩm này búp chì tàn nó đều này cả nhà này. Chì tàn rất là nhiều. Nhưng mà cây không to lắm, nhưng mà được nhà vườn đã không chi chiều cao. Búp kim này. Đó, cả nhà thấy búp kim này. Búp kim nha. Kim tương đối nhiều. Đó, và cái cây cuối cùng rồi nha cả nhà. Đó, cây cuối cùng đây. Đó. Rồi khách hàng có nhu cầu á, với cái sản phẩm nào thì cứ chụp hình lại cho em cái cây đó như cái phút thứ bao nhiêu đó khách hàng, cho em thấy được cái số phút đó thì em sẽ về cái video em xem lại video, em sẽ lấy đúng cái cây để cho khách hàng nha. Rồi khách hàng cứ nhắn tin gọi điện cho em theo số điện thoại là 0836013528 nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha cả nhà. Kính chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Em liên tục cập nhật cái tình hình mai vàng của thị xã An Nhơn để chuẩn bị đón xuân 2025
tới cô chú anh chị và các bạn nha, trên kênh Lang Thang Trong Cầu nha. Cô chú anh chị các bạn cứ theo dõi và xem ủng hộ em. Kính chào tạm biệt ạ.